Động tác squat chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tư thế chuẩn bị, hai chân đứng tách rộng song song bằng hông. Hít vào, quỳ gối, hạ mông thấp, vươn hai tay qua khỏi đầu. Chú ý, đầu gối của chúng ta không vượt qua khỏi mũi chân, mông đẩy lùi ra phía sau. Thở ra, nâng lên nhẹ nhàng, gối vẫn hơi trùng nhẹ. Hít vào, quỳ xuống, vươn hai tay lên. Thở, nâng lên. Hít vào, quỳ xuống. Thở, nâng lên. Hít vào, quỳ xuống, mông đẩy lùi ra sau. Thở, nâng lên. Hít vào, quỳ xuống, cảm nhận cơ mông và cơ đùi được kéo ra. Thở, nâng lên. Hít vào, quỳ xuống. Mông ngang bằng gối. Thở, nâng lên. Động tác squat chuẩn bị. Hít 1. Thở. Hít 2. Thở. Hít 3. Thở. Hít 4. Thở. Hít 5. Thở. Hít 6. Thở. Hít 7. Thở. Hít 8. Thở. Hít 9. Thở. Hít 10. Thở. Hít 1. Thở. Hít 2. Thở. Hít 3. Thở. Hít 4. Thở. Hít 5. Thở. Động tác chiến binh giúp tăng sức mạnh cho cơ đùi chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bước chân trái lùi về phía sau, hai chân song song, giữ cho đầu gối phải vuông góc với cổ chân, đùi chúng ta vuông góc với lại đầu gối, chân trái giữ thẳng, gót chân bên trái của chúng ta được nhón lên. Hai tay vươn qua khỏi đầu, nâng thẳng gối về tư thế chuẩn bị. Hít vào, hạ gối. Thở, nâng lên. Hít vào, hạ gối. Thở, nâng lên. Trong quá trình thực hành, chú ý chân ở phía sau luôn giữ thẳng. Hít vào, hạ gối, cảm nhận sức mạnh cơ đùi. Thở, nâng lên. Khi thoát thế, chúng ta hít vào, bước chân lên. Thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta đổi chân. Bước chân phải lùi ra phía sau một bước dài, đảm bảo đầu gối trước thẳng hàng với cổ chân, đùi ngang bằng với gối, chân sau nhón gót và giữ thẳng tắp, hai tay vươn qua khỏi đầu, nâng hông mình lên chuẩn bị. Hít vào, hạ hông. Thở, dùng sức mạnh cơ đùi nâng cơ thể lên. Hít hai. Thở, nâng lên. Hít ba. Thở, nâng lên. Thoát thế, hít bước chân lên. Thở, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Động tác chiến binh. Bắt đầu vào tư thế chuẩn bị, bước chân trái ra sau. Nhón gót, hai tay vươn qua khỏi đầu. Nâng hông. Chuẩn bị. Một, hít, thở. Hai, hít, thở. Ba, hít, thở. Bốn, hít, thở. Năm, hít, thở. Sáu, hít, thở. Bảy, hít, thở. 8 hít, thở. 9 hít, thở. 10 hít, thở. Thoát thế, hít bước chân lên.
Thở hạ tay xuống. Đổi bên. Chân phải hít bước lùi ra sau. Nhón gót. Hít vươn hai tay qua khỏi đầu, nâng hông lên. Thở ra chuẩn bị. Một hít. Thở. Hai hít. Thở. Ba hít. Thở. Bốn hít. Thở. Năm hít. Thở. Sáu hít. Thở. Bảy hít. Thở. Tám hít. Thở. Chín hít. Thở. Mười hít. Thở. Thoát thế, hít bước chân lên. Thở hạ tay xuống. Bài tập gập bụng trên chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tư thế chuẩn bị nằm trên sàn, hai chân co nhẹ, bàn chân áp sàn. Hai gối tách rộng song song bằng hông, hai tay vươn qua khỏi đầu. Chuẩn bị, giữ hai tay kẹp sát mang tay trong suốt quá trình thực hiện. Bắt đầu, hít một hơi thật sâu, thở ra, nâng phần hông trên của mình lên. Hít vào, hạ xuống, không chạm sàn, thở ra, nâng lên. Hít. Thở. Thoát thế, hạ tay xuống nhẹ nhàng. Sau đó duỗi tay và chân của mình ra thư giãn. Bài tập gập bụng trên vào tư thế chuẩn bị. Hít vào, thở một, hít, thở hai, hít, thở ba, hít, thở bốn, hít, thở năm, hít, thở sáu, hít, thở bảy, hít, thở tám. Hít, thở 9, hít, thở 10, hít, thở 1, hít, thở 2, hít, thở 3, hít, thở 4, hít, thở 5, hít, thở 6, hít, thở 7, hít, thở 8, hít, thở 9, hít, thở 10, có thể hạ tay, duỗi chân, thư giãn. Bài tập tác động vào cơ bụng chéo chúng ta sẽ thực hiện như sau. Hai chân co đạp sàn. Hai tay xuôi dọc theo cơ thể. Thả lỏng cơ thể của mình. Nâng đầu, nâng ngực, nâng vai lên. Giữ lại. Hít một hơi thật sâu. Thở ra từ từ nghiêng người sang bên tay trái. Bàn tay chạm lấy mắt cá chân. Hít về chính diện, thở qua bên phải. Hít về chính diện, thở qua bên trái. Hít về chính diện, thở qua bên phải. Hít về chính diện, thoát thế, thở. Hạ tay, duỗi chân,
thư giãn. Bài tập tác động vào cơ bụng chéo, chuẩn bị hai chân co đạp sàn, hai chân tách rộng song song bằng hông, hai tay xuôi dọc theo cơ thể, không chạm gót chân. Bắt đầu nâng đầu, nâng ngực, nâng hai tay song song, hít vào, thở trái một, hít, thở phải, hít, thở trái, 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 hít, thở phải, hít vào, thở ra, hạ xuống, duỗi chân ra thư giãn. Bài tập tác động vào cơ đùi, cơ thắt lưng chậu và cơ bụng dưới, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tư thế chuẩn bị: nằm ngửa trên thảm, hai chân khép sát, hai tay xuôi dọc theo cơ thể, lòng bàn tay úp, nâng hai chân lên 45 độ, duỗi mũi chân, chuẩn bị, nhịp chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thoát thế, hạ chân xuống, thư giãn. Bài tập tác động vào vùng lưng, vùng mông, vùng đùi sau, vùng vai, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nằm sấp, hai tay vươn thẳng về phía trước, hai chân duỗi ra phía sau. Chuẩn bị, hít vào, nâng tay và chân của mình lên, thở, hạ không chạm sàn, hít hai, thở hạ, hít ba, thở hạ. Thoát thế, thu tay của mình về, thư giãn nằm sấp. Bài tập tác động vào vùng cơ lưng, cơ mông, cơ đùi sau, cơ vai, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tư thế chuẩn bị: nằm sấp, hai chân duỗi ra phía sau, hai tay vươn ra phía trước. Bắt đầu, hít một, nâng tay và chân lên, thở hà không chạm sàn, hít hai, thở hà, hít ba, thở hà, chân giữ thẳng, hít bốn, thở hà, hít năm, thở hà, hít sáu, thở hà, hít bảy, thở hà, hít tám, thở hà, hít chín, thở hà, hít mười, thở hà. Thoát thế,
hạ tay thư giãn nằm sấp, hai ngón chân cái chạm vào nhau. Tư thế plank chúng ta sẽ thực hiện như sau: ngồi quỳ về giữa thảm, tay này nắm lấy cùi chỏ tay kia, gập người về phía trước, hạ cùi chỏ tay lên trên thảm, tách hai tay song song, lòng bàn tay ấp xuống sàn, rút chân phải và chân trái lùi ra phía sau, giữ cơ thể trên một mặt phẳng, siết chặt cơ bụng của mình lại, giữ 40 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thoát thế, hạ gối, nâng người lên, tư thế quỳ ngồi, thư giãn.